Rồi các bạn chú ý sau khi mình upload video rồi thầy sẽ ví dụ một cái upload thầy ví dụ upload một video của các bạn nha. Rồi ví dụ như là thầy tải cái video của bạn Nguyễn Đức Thắng nè. Video này có cái phần intro tự quay rất là ý tưởng rất là hay. Ngay từ cái mây ở lúc mà trời nắng. Đó, như vậy thì các bạn bạn Thắng sẽ ghi cái thông tin là cái bài assignment của môn 1014 và ghi mã số sinh viên của các bạn vô, mã số sinh viên tên vô. Và ở cái phần phía dưới này các bạn, phần thumbnail nè, các bạn cố gắng tạo ra một cái hình mà nó chứa đựng cái thông tin để mà giới thiệu cái video của mình. Khi mà mình view ở ngoài á, mình thấy cho nó đẹp. Đó, thì các bạn chú ý như vậy. Thì mình ngồi ngay chỗ mà thumbnail này nha. Mình sẽ upload một cái hình mà mình đã design trước đó lên rồi. Như vậy các bạn nhìn ví dụ mấy cái video mà thầy thầy đã từng làm. Video mà thầy đã từng làm đi. Các bạn thấy là thầy sử dụng những cái thumbnail. Và các bạn nhìn ở bên ngoài thì các bạn sẽ thấy cái hình ảnh này nó rất là rõ ràng. Ha, có một số video thầy up vội lên thì thầy không làm. Đây, ví dụ như vậy, hướng dẫn thực hiện assignment giai đoạn 1, rồi hướng dẫn thực hiện lab 3, ví dụ như vậy. Hướng dẫn thực hiện lab 2, bài 1, với những cái môn khó thì thầy sẽ có những cái hướng dẫn để các bạn làm. Và khi mà mình vào bên trong cái video này, thì các bạn sẽ thấy là, như vậy. Là mình có thể là thấy được cái thumbnail của nó ha. Rồi, thầy sẽ sửa một cái video mà nó có cái thumbnail cho các bạn thấy. Đây, ví dụ như vậy. Thì ở chỗ này các bạn sẽ design một cái hình trước. Rồi sau đó mình sẽ upload lên đây. Đó, thì trong cái lúc mà mình xem á, thì mình sẽ thấy được là cái hình thumbnail nó đưa lên trên và mình nhìn nó rất là dễ để mình biết cái video đó là video có nội dung là gì. Thì hy vọng là các bạn sẽ có một cái bài assignment cuối môn rất là hay, đầy ý nghĩa và thể hiện được cái sự đam mê và sáng tạo của thế hệ các bạn Gen Z rất là năng động sáng tạo. Chúc các bạn có được điểm cao. Cảm ơn các bạn.